ai cũng phải trải qua các vấn đề về mụn. Mụn luôn mang lại phiền toái cho rất nhiều người về mặt tinh thần và thẩm mỹ. Mụn đến rất nhanh nhưng đi rất lâu, điều trị mụn phải tốn quá trình rất lâu, thậm chí tốn rất nhiều tiền. Hiện nay có rất nhiều kem trị mụn ra đời, nhưng Cleansit C chính là khắc tinh của các nốt mụn đáng ghét. Nhưng liệu Cleansit C có trị mụn đầu đen hiệu quả không? Hãy cùng shop mình tìm hiểu về dòng trị mụn này nhé. Bên mình là shop bán hàng, nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng, nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn, để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link video phân biệt hàng thật giả, để những bạn nào cần mua kem, biết cách phân biệt kem giả, để không bị người ta lừa mất tiền nhé. Thuốc chấm mụn Cleansit C được chỉ định điều trị trong các trường hợp sau. Cleansit C giúp điều trị tại chỗ cho những người bị mụn trứng cá nhẹ, cho đến vừa. Ngoài ra, Cleansit C còn điều trị rất hiệu quả đối với các loại mụn mủ, mụn viêm, mụn sưng to, gây tấy đỏ, mụn ở vị trí trên da mặt, ngực, lưng và cánh tay. Mặc dù Cleansit C hỗ trợ điều trị nhiều loại mụn khác nhau, nhưng lưu ý Cleansit C không có hiệu quả điều trị đối với mụn đầu đen. Thành phần chính có trong Cleansit C là hai hoạt chất kháng sinh Clean Amikin Phosphate và Adapalene. Các thành phần này mang đến một số tác dụng dược lý như sau. Là một chất giống retinol để điều trị các loại mụn, đặc biệt là mụn trứng cá. Adapalene có khả năng điều hòa quá trình biệt hóa tế bào, sừng hóa và các quá trình gây viêm nhiễm. Các quá trình này đóng vai trò quan trọng trong nguyên nhân gây ra một số loại mụn. Do vậy, gieo trị mụn Cleansit C được sử dụng để điều trị các loại mụn trứng cá, mụn mủ, mụn viêm, mụn sần. Ngoài da mặt, thuốc có thể dùng được ở lưng, ngực, cánh tay và các vị trí bị mụn khác trên cơ thể. Tác dụng chính của thuốc là gom củi mụn, giảm sưng và làm lành mụn rất nhanh. Kem trị mụn Cleansit hiệu quả tốt, nên bị làm giả nhiều. Bạn nên mua hàng ở những shop uy tín, bằng cách xem shop đó có nhiều khách mua hàng không, shop đó có được khách hàng đánh giá và nói tốt về sản phẩm hay không. Đặc biệt là bạn nên tìm mua ở những shop bán hàng có tâm, họ tư vấn kỹ cho bạn, xem bạn có dùng được không, chứ không phải bán vì tiền thì sẽ yên tâm hơn. Bên shop mình cũng có bán kem trị mụn Cleansit hàng chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận, để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo bên dưới để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.